Kính chào quý khán giả, mời quý khán giả theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay thứ ba, ngày 10 tháng 10 năm 2023 sẽ có các nội dung đáng chú ý. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vào chiều nay. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu thành phố Cần Thơ phải tạo ra được năng lực sản xuất mới, phải tư duy tầm nhìn mới và đặc biệt khát vọng phải lớn hơn. Hưởng ứng ngày quốc gia chuyển đổi số 10 tháng 10, thành phố Cần Thơ có nhiều hoạt động sôi nổi tập trung chủ đề khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị. Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ phối hợp cùng tổ chức trao đổi giáo dục y khoa Hoa Kỳ, tổ chức chương trình phẫu thuật miễn phí dị tật bẩm sinh bàn tay cho trẻ em năm 2023. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, phải tạo ra được năng lực sản xuất mới, phải tư duy tầm nhìn mới và đặc biệt khát vọng phải lớn hơn. Thành phố cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 45 của Quốc hội khóa 15, thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù đối với thành phố Cần Thơ, chú trọng sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết và báo cáo Quốc hội vào cuối năm 2024. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã yêu cầu như vậy khi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vào chiều nay, 10 tháng 10. Qua 18 tháng thực hiện nghị quyết số 45 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ liên quan tới quản lý tài chính ngân sách nhà nước, phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, thu nhập của cán bộ công chức viên chức thuộc thành phố, chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư đối với dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An và trung tâm liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ đã đạt được những kết quả nhất định. Đây là cơ sở để Cần Thơ đạt được những kết quả quan trọng như tăng trưởng kinh tế GRDP năm 2022 tăng 12,38% so với năm 2021. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, biểu dương những kết quả thành tích của thành phố Cần Thơ, đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế mà Cần Thơ cần quan tâm. Theo Chủ tịch Quốc hội, thành phố cần tạo ra được nhiều năng lực sản xuất mới trong điều kiện một số địa phương trong vùng đang phát triển rất nhanh. Đối với đề xuất của thành phố Cần Thơ với Bộ Giao thông Vận tải về việc tiếp tục hỗ trợ thành phố trong việc thực hiện xã hội hóa nghiên cứu chuyên sâu về dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An sông Hậu, Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải và các bộ ngành liên quan tiếp tục quan tâm. Cái vướng mắc ở phía sau mà thành phố nêu ấy, trách nhiệm của Trung ương cũng lớn lắm, nhưng không phải ít đâu. Bởi vì có những cái việc là thành phố, bản thân thành phố không gỡ được. Đúng không? Đấy, bây giờ có mỗi cái báo cáo anh sang Bộ Giao thông Vận tải mà. Nghị quyết của Quốc hội về vấn đề nạo vét cái luồng Định An ở đây 18 tháng rồi, bây giờ bảo đến tháng 11 này mới là nghị định. Tôi nói là không chấp nhận được đâu. Hay là Bộ Giao thông không muốn làm cái luồng này, cũng phải trả lời cho nó rõ. Mà cái luồng Quang Thanh Bố là nhiều nhà khoa học người ta, cái dự án của Bộ Giao thông là người ta đang có ý kiến lắm đấy. Mỗi cái vướng mắc của cái chuyện này mà lại đến 18 tháng mà chưa giải quyết được. Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố Cần Thơ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị, nghị quyết 45 của Quốc hội, trong đó chú ý sơ kết 3 năm việc thực hiện nghị quyết báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2024. Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Đảng bộ thành phố thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long. Để thực hiện được điều này, lãnh đạo thành phố phải tư duy, tầm nhìn mới và đặc biệt khát vọng phải lớn. Có vẻ là cái năng lực sản xuất mới của mình nó không chưa tạo ra được năng lực sản xuất mới thôi. Chống cậy vào cái chuỗi khí ô môn B thì đang bị rất chậm, chưa biết bao giờ giải quyết được cái chuyện này. Các cái năng lực sản xuất mới thì để chúng ta thấy có cái sốt ruột không chứ. Đi mấy tỉnh như Sóc Trăng với Hậu Giang thì người ta bảo là quy mô chúng em nhỏ cho nên khát vọng chúng em phải lớn. Thế giờ mình quy mô lớn mà anh cả này thì chắc là khát vọng mình nó phải lớn hơn. Từ khát vọng, từ tư duy, từ tầm nhìn thế nào để mà vượt qua được cái bẫy
10.000 tỷ này. Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng công tác phối hợp với các bộ ngành trung ương trong triển khai các dự án, công trình trọng điểm nêu tại Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị còn chậm. Kết quả thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết 45 của Quốc hội vẫn còn khiêm tốn, chưa thực sự tạo động lực phát triển đột phá cho thành phố. Thưa quý vị, một số nội dung liên quan tới thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 45 của Quốc hội sẽ được chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý khán giả trong chương trình thời sự tiếp theo. Sáng nay, hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ quý tư năm 2023 do ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chủ trì. Dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng lãnh đạo các sở ngành địa phương. Trong 9 tháng qua, cả nước xảy ra hơn 8.300 vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 4.800 người, bị thương hơn 5.800 người. So với cùng kỳ năm trước, giảm 90 vụ, giảm 60 người chết, tăng hơn 200 người bị thương. Đặc biệt, số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn trong các dịp cao điểm giảm sâu so với các năm trước. Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra xử lý hơn 2.530.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, với số tiền phạt là trên 4.800 tỷ đồng. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị các bộ ngành địa phương kịp thời rà soát phát hiện và xử lý các điểm đen có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm trật tự an toàn giao thông, tăng cường thanh tra kiểm tra công tác đào tạo sát hạch lái xe. Các lực lượng chức năng chuyên ngành phát huy vai trò nòng cốt, nêu cao tinh thần trách nhiệm để chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả những giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phấn đấu đạt mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, ít nhất 5% so với năm trước. Cũng sáng nay, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, họp đánh giá công tác chuẩn bị và triển khai cụ thể các hoạt động cho sự kiện đặc biệt này. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ trì buổi làm việc. Có trên 20 chương trình hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Đã triển khai 5 hoạt động còn lại đang chuẩn bị và triển khai thực hiện như lễ kỷ niệm, chương trình nghệ thuật, họp mặt, tôn vinh, tri ân các lãnh đạo qua các thời kỳ, khen thưởng các trưởng ấp khu vực và 100 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua, khởi công và hoàn thành các dự án công trình. Gần 190 công trình phần việc chào mừng được hơn 50 cơ quan đơn vị quận quyện đăng ký thực hiện, vân vân. Họp báo sự kiện 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương dự kiến tổ chức vào ngày 16 tháng 10 năm 2023. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, thi đua hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023 là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Đối với các hoạt động cụ thể, cần đảm bảo thiết thực, xứng tầm dốc sự kiện đặc biệt của thành phố và tạo được sự lan tỏa rộng rãi. Tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện để đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của nhân dân trong tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động, các công trình phần việc. Lãnh đạo thành phố cũng chỉ đạo các địa phương đơn vị triển khai đợt cao điểm thiết lập trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, ra quân tuyên truyền, kết hợp xử lý vi phạm. Sáng nay, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở ngành hữu quan thành phố tiếp và làm việc với đại diện tập đoàn Senco Nhật Bản. Theo đại diện của tập đoàn Senco Nhật Bản, hiện Senco đã thành lập các doanh nghiệp chuyên ngành thực phẩm, đóng gói bao bì, kho bãi vận tải ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đồng thời mong muốn tìm hiểu các cơ hội hợp tác ở các lĩnh vực có thế mạnh của thành phố Cần Thơ cũng như của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ông Dương Tấn Hiển cho biết, thành phố Cần Thơ là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đã và đang được Trung ương quan tâm đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông về đường hàng không, đường thủy, đường bộ. Đặc biệt, thành phố đã xây dựng khu công nghiệp Việt Nam-Nhật Bản với nhiều cam kết ưu đãi dành riêng cho nhà đầu tư Nhật Bản, thành lập tổ công tác Nhật Bản tại Cần Thơ, Japan Desk Cần Thơ, tổ chức nhiều chương trình giao lưu về văn hóa thương mại, kết nối giao thương với nhà đầu tư Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực. Thành phố cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đối tác Nhật Bản cũng như các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư. Thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, Cần Thơ sẽ vận hành trung tâm điều hành giáo dục thông minh đầu tiên tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
hiện ngành giáo dục thành phố phối hợp với các đơn vị triển khai hai nội dung quan trọng là xây dựng trung tâm điều hành thông minh IOC và trung tâm dữ liệu số của ngành giáo dục đào tạo. Trung tâm dữ liệu tập trung tất cả thông tin tài nguyên, dữ liệu ngành giáo dục từ các cơ sở giáo dục ở các địa phương, trên cơ sở kết nối thông tin và phục vụ cho trung tâm điều hành thông minh. Trên cơ sở mô hình hóa và tích hợp các thông tin từ các cơ sở giáo dục tại trung tâm dữ liệu, giúp tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành giáo dục và đào tạo. Trung tâm điều hành thông minh cũng giúp tiết kiệm nguồn lực và thời gian trong quản lý và điều hành giáo dục. Hiện các trung tâm đã cơ bản hoàn thành và dự kiến sẽ được thử nghiệm vào dịp lễ 20 tháng 11. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2022 có 5 địa phương dẫn đầu, gồm thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế và thành phố Cần Thơ. Về đánh giá cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện từ ngày 1 tháng 3 cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, kết quả đánh giá cổng dịch vụ công khối tỉnh các địa phương đứng đầu bao gồm thành phố Cần Thơ, Bình Dương, Yên Bái, An Giang, Bến Tre, Bình Định, Hải Dương, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng đều mức độ A. Theo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ, từ những kết quả đạt được trong các tháng qua, những tháng cuối năm sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo, cán bộ công chức viên chức, người dân và doanh nghiệp về chuyển đổi số, tập trung thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để phát triển dữ liệu, tái sử dụng dữ liệu trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, khuyến khích người dân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thành phố Cần Thơ cũng tập trung phát triển kinh tế số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới, giúp tăng năng suất lao động, tạo động lực tăng trưởng mới, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung, góp phần phát triển công nghiệp, công nghệ thông tin, phát triển doanh nghiệp công nghệ số, triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Ngày chuyển đổi số quốc gia 10 tháng 10 năm nay có chủ đề khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị. Liên quan đến chủ đề này, các bộ, cơ quan, doanh nghiệp và địa phương đã tổ chức nhiều sự kiện hoạt động ý nghĩa thiết thực. Tại thành phố Cần Thơ, với mong muốn thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số, lan tỏa chuyển đổi số trong toàn thể doanh nghiệp và người dân thành phố, tận dụng những thời cơ mang lại từ quá trình chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy nhanh quá trình hội nhập. Năm nay thì các hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn thành phố diễn ra sôi nổi, tập trung theo chủ đề của năm. Đây là năm thứ hai liên tiếp sự kiện này được diễn ra, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước chung tay đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia. Các hoạt động hưởng ứng tập trung vào thúc đẩy phát triển kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Từ khi mà có cái chương trình chuyển đổi số quốc gia đó, thì tôi thấy rằng đây là một cái chủ trương rất đúng. Và trong cái chuyển đổi số này đó, nó giúp cho cái người dân thuận lợi trong cái việc mà thực hiện các cái thủ tục hành chính ở đơn vị xã, nó làm cho người dân rất là dễ dàng đi lại. Những ngày qua, các địa phương đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã sôi nổi tổ chức các hoạt động như đồng loạt ra quân, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Hội thi đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Tháng 10 này cũng là tháng tiêu dùng số, chuỗi hoạt động chính của ngày chuyển đổi số quốc gia, hướng tới mục tiêu giúp cho người dân được thụ hưởng những kết quả thiết thực mà chuyển đổi số mang lại. Khi mà đóng tiền điện nước qua app thì nó sẽ tiện lợi và nó không cần đi tới những cái cơ sở của điện nước để đóng như ngày xưa nữa. Và nó cũng nhắc đúng hẹn và mình không có việc bị gọi là trễ hẹn đóng. Bất lợi của việc đóng tiền mặt tiền điện nước thì chúng ta sẽ phải nhớ số tiền và giữ lại những cái hóa đơn thì mỗi ngày nó chồng chất một nhiều thì nó sẽ khó để mà quản lý. Những ngày qua thì thấy rằng là các cấp các ngành cũng đã tổ chức nhiều cái hoạt động để triển khai chương trình hưởng ứng chuyển đổi số mang lại hiệu quả và có ý nghĩa. Thì Sở Thông tin Truyền thông là mong muốn rằng là cái hoạt động chuyển đổi số thì không chỉ diễn ra sôi nổi trong những ngày 10 tháng 10 và tháng tiêu dùng mà cần cái sự đồng hành xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, của người dân, của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số. Chuyển đổi số đang dần lan tỏa khắp nơi, trở thành xu hướng tất yếu. Những nỗ lực, quyết tâm
và kết quả đạt được của các cấp các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đã và đang góp phần quan trọng vào thành quả chung của công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Chiều nay 10 tháng 10, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thành phố về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở do ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ có trên 300 lao động làm việc tại 15 đơn vị trực thuộc và 2 công ty con. Thời gian qua, việc thực hiện quy chế dân chủ được phát huy nhiều năm liền, công ty không xảy ra đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan việc thực hiện quyền lợi nghĩa vụ và lợi ích của người lao động. Tuy nhiên còn một số hạn chế như chưa tổ chức định kỳ sơ kết, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa trong đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nội bộ chưa được thường xuyên. Các thành viên trong đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả đạt được, trao đổi về trách nhiệm của công ty đối với người lao động, mức lương thưởng, các chế độ chính sách dành cho lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các vấn đề liên quan về quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, vân vân. Sáng nay, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ sơ kết công tác nội vụ 9 tháng năm 2023. 9 tháng qua, ngành nội vụ thành phố thực hiện 217 nhiệm vụ, trong đó có 200 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn. Nổi bật là ngành đã kịp thời tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo về các mặt của ngành. Nhiều phong trào thi đua yêu nước được triển khai thực hiện, kịp thời biểu dương khen thưởng đúng đối tượng. Qua đó đã tham mưu khen cấp trung ương cho 123 tập thể và cá nhân, cấp thành phố 6.673 tập thể và cá nhân, cấp quận huyện sở ngành khen cho hơn 8.600 tập thể cá nhân, đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức được quan tâm, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cải cách hành chính tiếp tục duy trì và cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ số hài lòng của người dân. Cũng sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ khai mạc hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố lần thứ 9 năm 2023. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng đại diện các trường trung cấp cao đẳng và sinh viên trên địa bàn thành phố tham dự. Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố Cần Thơ năm nay có 41 nhà giáo từ 9 trường cao đẳng trung cấp trên địa bàn thành phố tham gia. Theo thể lệ, nhà giáo tham gia hội giảng chuẩn bị 3 bài, gồm bài giảng lý thuyết, bài giảng thực hành và bài giảng tích hợp. Giám khảo hội giảng là tiến sĩ thạc sĩ có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy của một số trường đại học trong và ngoài thành phố. Ban tổ chức sẽ chọn ra những bài giảng xuất sắc nhất để tham dự hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2024. Hội giảng góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn, khuyến khích động viên, tạo cơ hội cho nhà giáo học tập, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. Thưa quý vị, tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 7 năm 2023, trong số 420 thanh niên được vinh danh, em Nguyễn Ngọc Minh, học sinh lớp 11C2 trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng thành phố Cần Thơ là một trong 5 đại biểu tuổi 16 tuổi trẻ nhất đại hội. Đây được xem là thành quả xứng đáng cho sự cố gắng phấn đấu của Ngọc Minh trong suốt quá trình học tập. Nhà ở ấp Thới Phong A, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, nhưng vì yêu thích môn lịch sử và mong muốn có thể học chuyên sâu về môn học này nên Ngọc Minh quyết tâm khi vào trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng thuộc địa bàn quận Cái Răng. Chọn học ở ngôi trường này là phải sống xa nhà, nên Ngọc Minh cũng ý thức rõ bản thân phải tự lập từ sinh hoạt đến học tập. Qua thời gian học tập cùng nhau suốt một năm thì em thấy bạn là một người rất là thân thiện. Em cực kỳ yêu mến bạn vì cái điểm đó, vì bạn đã cùng em học tập và cố gắng qua nhiều cuộc thi. Ngoài ra thì em còn rất khâm phục bạn vì bạn là một người rất là trưởng thành, rất là năng nổ, rất là gọi là mạnh mẽ hơn so với các bạn khác, và em muốn học tập ở bạn ở các điểm đó. Sự kiên trì nhẫn nại để giúp Ngọc Minh vượt qua tất cả những khó khăn. Thành quả cho những cố gắng ấy là danh hiệu học sinh xuất sắc năm học lớp 10 và huy chương vàng môn lịch sử khối 10 kỳ thi Olympic truyền thống 30 tháng 4 lần thứ 27 năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là kỳ thi học sinh giỏi dành cho các tỉnh phía Nam, chuẩn bị đội ngũ cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Trước đó, Ngọc Minh đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, học sinh giỏi các cấp học. Năm học 2021-2022, đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi môn lịch sử cấp huyện, giải nhì học sinh giỏi môn lịch sử cấp thành phố.
năm 2022 đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác của Thành đoàn Cần Thơ. Bên cạnh việc học tập, Minh luôn nhiệt tình trong các phong trào của trường, của lớp. Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm của Ngọc Minh thì tôi nhận thấy rằng Ngọc Minh là em có cái ý thức học tập rất là tốt. Bên cạnh cái ý thức học tập thì em cũng có cái khả năng tự học tự rèn, có một cái bản lĩnh học tập thực sự là phù hợp với cái chương trình của 2018. Tức là cái chương trình này nó khác hơn chương trình phổ thông khác, đó là phải có cái năng lực tự học tự rèn. Thì cái điều này là Ngọc Minh học tập rất là tốt. Bên cạnh đó thì cái công tác đoàn hội của Ngọc Minh cũng rất là tốt. Thì năm vừa rồi thì Ngọc Minh cũng là ban chấp hành của chi đoàn của lớp và đã phát huy cực kỳ tốt cái vai trò của một cái ban chấp hành chi đoàn lớp. Bác Hồ có rất là nhiều đức tính tốt để mọi người cũng như là thế hệ trẻ chúng em noi theo. Bản thân em hàng ngày luôn cố gắng là thực hiện theo lời dạy của Bác. Trong đó em rất là tâm đắc cái sự cần kiệm liêm chính của Bác, đặc biệt là sự cần cù, siêng năng trong học tập. Nó rất là cần thiết cho bản thân em là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, và em sẽ cố gắng để vận dụng những cái bài học của Bác để mà đạt được những mục tiêu cao hơn trong tương lai. Hiện Nguyễn Ngọc Minh là thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn lịch sử của thành phố Cần Thơ. Ngọc Minh cho biết có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ quân đội để có thể cống hiến sức mình, phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước. Sáng nay, ban tổ chức lễ hội trang phục áo bà ba áo dài thành phố Cần Thơ tổ chức tổng duyệt chương trình lễ khai mạc lễ hội. Chương trình lễ khai mạc sẽ diễn ra vào 6 giờ 30 ngày 14 tháng 10 năm 2023 tại quảng trường Công viên Sông Hậu, quận Ninh Kiều, với thời lượng 100 phút và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình gồm phần diễu hành có sự tham gia của gần 4.500 đại biểu trong trang phục áo bà ba và áo dài. Phần lễ và biểu diễn nghệ thuật gồm các tiết mục trình diễn thời trang áo bà ba, áo dài, cảnh diễn trang phục áo bà ba trong mở đất, xây dựng cuộc sống trong kháng chiến, bảo vệ quê hương, trong lễ hội và nghệ thuật. Các đại biểu góp ý chỉnh trang đạo cụ, trang phục, âm thanh và phần kết nối giữa các tiết mục nghệ thuật đảm bảo cho chương trình diễn ra liên tục. Trong phần diễu hành, cần có bộ phận điều tiết để đại biểu đi đúng đội hình để làm nổi bật các khối hình và màu sắc của trang phục. Chiều nay, Hội Phụ nữ Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 1930, 20 tháng 10 năm 2023. Trong những năm qua, phụ nữ công an thành phố Cần Thơ luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả thực hiện các phong trào phụ nữ công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, vì an ninh tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, đã góp phần cùng toàn lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vì sự phát triển bền vững của thành phố. Tại buổi họp mặt, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự phát triển của phụ nữ cho 7 chị có những thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng cuộc thi ảnh Nét Duyên Áo Bà Ba, lễ hội trang phục áo bà ba áo dài duyên dáng phương Nam do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ phối hợp cùng tổ chức trao đổi giáo dục y khoa Hoa Kỳ, tổ chức chương trình phẫu thuật miễn phí dị tật bẩm sinh bàn tay năm 2023. Đối tượng phẫu thuật là trẻ em từ 10 tuần tuổi đến dưới 15 tuổi, với các dị vật như thừa ngón, dính ngón, sẹo co rút và các di chứng hoặc dị tật khác dùng cổ tay và bàn tay. Chương trình phẫu thuật dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 11 năm 2023 tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Các bệnh nhi đăng ký sẽ được tiến hành khám sàng lọc miễn phí và được miễn phí hoàn toàn chi phí khám và thực hiện phẫu thuật, chi phí dựng bệnh, chi phí cận lâm sàng. Thời gian tiếp nhận đăng ký từ nay đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2023. Địa điểm đăng ký: Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, số 179, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại.